Phụ nữ là một nửa của thế giới. Nhắc đến phụ nữ là nhắc đến cái đẹp và sắc đẹp của mỗi phụ nữ. Ở mỗi quốc gia đều có nét riêng biệt. Và dưới đây là danh sách 10 quốc gia hàng đầu trên thế giới được cho là có những người phụ nữ đẹp nhất. Chúng ta hãy cùng xem. Phụ nữ Philippines nổi tiếng với nhan sắc quyến rũ bậc nhất, với số lượng hoa hậu thế giới rất nhiều trong những năm qua. Thế giới thích những cô gái có mái tóc đen ống, đôi mắt mời mọc và làn da quyến rũ gốc Philippines như thủ lĩnh nhóm The Pussycado, Nicole Scherzinger và Vanessa Hudgens. Phụ nữ Anh của ngày hôm nay là một sự pha trộn của các nền văn hóa khác nhau, và đó là lý do tại sao có nhiều màu da khác nhau. Số 8 là Hoa Kỳ, Canada. Phụ nữ Mỹ luôn vui vẻ, độc lập và họ biết làm thế nào để chăm sóc cho bản thân. Trên các đường phố Miami, New York và Los Angeles, bạn sẽ cảm thấy có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, biết làm thế nào để chăm sóc cho bản thân vì những tiến bộ trong khoa học và công nghệ. Số 7 là Hà Lan. Với chiều cao trung bình là 5,7 feet và mái tóc vàng, người phụ nữ Hà Lan xứng đáng để được ở vị trí thứ 7 trong danh sách những quốc gia có phụ nữ đẹp nhất trên thế giới. Số 6 là Ý. Khi bạn nói về vẻ đẹp sang trọng thì bạn sẽ nghĩ ngay đến phụ nữ của nước Ý. Số 5, Venezuela. Venezuela là đất nước có số lượng hoa hậu nhiều nhất trên thế giới, và trên thực tế thì đây cũng là đất nước có nhiều người đẹp lọt vào danh sách top 10 của các kỳ thi hoa hậu toàn cầu. Số 4 là Nga. Nhắc đến đất nước của người đẹp thì không thể không nhắc đến Nga, với cô nàng xinh như búp bê Mastri Yoska. Không chỉ mang những nét rập khuôn như dáng cao, mắt xanh và mái tóc vàng của châu Âu, mà con gái Nga còn mang trong mình nét quyến rũ đặc biệt, khác hẳn với các nước khác. Nga là một quốc gia đa dân tộc, trải dài từ bờ biển Baltic ở châu Âu đến bờ biển Thái Bình Dương của châu Á. Và có lẽ chính sự hòa quyện các dòng máu khác nhau, các gen khác nhau đã tổng hợp được ưu điểm của các chủng tộc tạo nên vẻ quyến rũ cho các cô gái Nga. Vị trí thứ 3 là Ukraine. Trang báo mạng nổi tiếng Traveler Dishgat đã nhận xét thành phố Kiev, Ukraine là ngôi nhà của những người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Phụ nữ Ukraine cũng nổi tiếng với phong cách ăn mặc thời trang tinh tế. Họ thường có vóc dáng khỏe mạnh và rất xinh đẹp. Nhiều người cho rằng phụ nữ ở Ukraine luôn nắm giữ những bí quyết riêng để khiến cho mình trở nên đẹp, cuốn hút và nổi tiếng hơn. Và đó là vì sao phụ nữ Ukraine rất được săn đón trong ngành công nghiệp, hẹn hò và hôn nhân quốc tế. Nước này còn có cả một hệ thống đặt hàng cô dâu qua mail. Tuy nhiên, đây được coi là mặt tối của đất nước nằm ở mép biển đen này. Số 2 là Brazil. Phụ nữ Nam Mỹ nói chung và Brazil nói riêng nổi tiếng với vẻ đẹp và bốc lửa. Nói tới gái Nam Mỹ, tất nhiên không thể không nhắc tới các cô nàng Venezuela, nên được mệnh danh là đất nước của các hoa hậu. Thế nhưng, trong mắt của đàn ông thì phụ nữ Brazil vẫn là số 1, bởi ngoài vẻ đẹp pha trộn giữa châu Âu và Latin, phụ nữ xứ Samba còn rất thân thiện và gần gũi. Phụ nữ Brazil nổi tiếng với những vòng ba số 1 thế giới. Họ còn là những người rất biết cách làm đẹp. Brazil cũng là một trong những đất nước có công nghiệp thẩm mỹ tốt nhất trên thế giới. Và số 1 đó chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ luôn là nơi có nhiều cô gái đẹp nổi tiếng nhất thế giới. Sự pha trộn giữa thiên nhiên Âu Á, giữa những sắc tộc khác nhau giúp xứ sở này sở hữu những kỳ quan sống của tạo hóa. Họ mang trong mình vẻ đẹp của quý tộc.